Chào các bạn đã đến với video hỏi đáp đầu tiên của Socrates. Những video này thì sẽ bắt đầu bằng chữ HD và thường thì sẽ là nhằm trả lời các câu hỏi ở trên YouTube hay là trên Facebook mà các bạn đã gửi tới Socrates. Video HD 1 này thì sẽ dành để trả lời câu hỏi của rất nhiều bạn, đó là khi tập thì phải thở như thế nào. Cái việc thở thực ra là rất quan trọng, bởi vì nếu mà bạn nín thở trong khi tập thì thứ nhất là bạn có thể bị tăng huyết áp, thứ hai là bị đau đầu, thứ ba là bị đỏ mắt, thứ tư thậm chí là có thể dẫn đến là vỡ mạch máu mắt. Vậy thì thở như thế nào? Nếu các bạn tìm trên mạng hay là hỏi những người xung quanh thì câu trả lời thường xuyên sẽ là khi các bạn dùng lực hay là tạ lên thì sẽ phải thở ra, còn khi hạ tạ xuống thì sẽ phải hít vào. Cụ thể là như thế nào? Chúng ta sẽ lấy một ví dụ, đó là khi các bạn đẩy tạ nằm thì khi các bạn đẩy lên sẽ là lúc các bạn thở ra, còn khi hạ tạ xuống từ từ sẽ là lúc hít vào. Tuy nhiên đối với các bài tập lưng và xô thì khi các bạn kéo xuống, tức là dùng lực, và thực chất lúc đó là tạ vẫn đi lên, thì là các bạn phải thở ra. Và khi các bạn hạ tạ xuống, tức là tay đưa lên, thì lại phải là hít vào. Chung quy lại là khi tạ lên thì các bạn phải thở ra, và khi tạ xuống thì các bạn phải hít vào. Tuy nhiên trong một số trường hợp nó lại khác. Ví dụ như là khi các bạn đã nâng tạ được một thời gian rồi và phải nâng một mức tạ rất nặng, thì việc nín thở trong 1, 2 hoặc thậm chí 3 giây trước khi bạn đẩy tạ lên thì sẽ giúp cho cơ thể các bạn ổn định hơn và nâng được mức tạ đó một cách hiệu quả nhất. Ví dụ như thế này, khi các bạn hạ tạ xuống thì là vẫn hít vào, còn trước lúc đẩy lên các bạn sẽ nín thở một vài giây, và khi lên đến điểm trên cùng thì các bạn sẽ thở ra. Cụ thể là như thế này. Xin nhớ ở đây là chỉ nín thở một vài giây thì việc đó sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của các bạn. Và một trường hợp nữa thì khi các bạn muốn hạ tạ rất là chậm, ví dụ như là trong vòng 3, 4 hoặc thậm chí là 5 giây, thì việc hít thở chỉ một lần trong một lần đẩy là không thể. Đồng thời khi các bạn nâng tạ nặng hoặc là nâng nhiều lần thì cơ thể sẽ cần nhiều oxy hơn, tim sẽ đập nhanh hơn và các bạn sẽ thở gấp hơn. Vì vậy nếu các bạn muốn giữ tốc độ hạ tạ xuống thật chậm thì bắt buộc các bạn phải thở nhiều lần trong một lần đẩy. Ví dụ như thế này. Việc thở như thế này thì thứ nhất sẽ giúp cho các bạn có được tốc độ tập ổn định, thứ hai là sẽ cung cấp đủ oxy cho cơ thể cũng như là cơ. Và tốt nhất thì các bạn vẫn phải thở ra khi mà tạ lên đến điểm cao nhất. Tóm lại, việc quan trọng nhất thì các bạn vẫn phải làm thế nào để tạo một thói quen sao cho thở được tự nhiên và thoải mái nhất, cung cấp đầy đủ oxy cho cơ thể cũng như là cơ bắp. Như vậy là Socrates đã vừa trả lời cho các bạn một câu hỏi được đặt ra rất nhiều trên Facebook cũng như YouTube. Nếu các bạn có một câu hỏi gì khác thì hãy comment ở dưới hoặc là comment ở trong Facebook của Socrates. Và hãy đừng quên là like Facebook và subscribe cho YouTube. Xin chào và chúc các bạn một ngày vui vẻ.